Xin chào các bạn, Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ cam 360 độ Owin. Đây là cam 360 độ Owin được lắp trên màn hình online. Cam 360 độ Owin thì chúng ta gọi sinh nhan bên trái, bên phải. Đây là chúng ta gọi sinh nhan bên phải. Chúng ta gọi sinh nhan bên trái, nó sẽ ra bên trái. Bên phải, nó sẽ ra bên phải, đúng không? Chúng ta lùi thì chúng ta có chế độ lùi. Đấy, các bạn có thể quan sát đấy, lùi chúng ta có thể đánh lái theo vô lăng đấy, được chưa? Lùi đánh lái theo vô lăng, chúng ta có thể tiến được chưa? Rất tiện đúng không? Sẽ tự động cắt trở về màn hình chính sau 15 giây. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng nút gọi từ xa. Khi trở về Bắc Kinh thì nó sẽ hiển thị cam trong khoảng độ 15 giây. Sau trở màn hình. Tiếp theo chúng ta có thể gọi, trong trường hợp chúng ta không sinh nhan, chúng ta có thể gọi cam phía trước. Chúng ta gọi cam hai bên. Cam hai bên này để đi vào ngõ nhỏ hẹp, đi vào những vị trí đường mà chúng ta rất chật, chúng ta có thể quan sát được hai bên. Chúng ta có chế độ view gần. Thế còn đây là quan sát được cả hai bánh sau. Chúng ta chế độ quan sát hai bánh trước, quan sát được thân xe, được chưa? Cả phía trước phía sau. Chúng ta quan sát phía trước. Chúng ta muốn tắt chế độ cam thì chúng ta lại ấn giữ 5 giây để tắt chế độ cam. Ngoài ra thì chiếc cam này được trang bị một ổ cứng. Ổ cứng này chúng ta có thể dùng ổ cứng 500G. Đây ổ cứng 500G. Chúng ta có thể lưu lại hành trình bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng một cái điều khiển theo cam 360 độ này. Đây, nó có một bộ mắt để đọc. Đấy, chúng ta cho vào đây điều khiển, chúng ta sẽ tìm ra được. Chúng ta sẽ di chuyển sang âm thanh. Ghi âm này. Danh sách video, chúng ta kích vào danh sách video. Thì đợi một lát thì sẽ bắt đầu loát. Đợi một lát. Đợi một lát. Chưa đánh thử. Vì video quá nhiều nên chúng ta đợi để loát vào, sau đấy chúng ta sẽ mở được ra.